Hello, chào mừng cô chú anh chị và các bạn quay trở lại video tiếp theo của Phương nha. Trưa hôm nay em ghé lại quán bánh xèo nhí mì tây rau rừng này cả nhà. Hôm nay là rằm tháng giêng nha. Quán bánh xèo nhí đổ bánh xèo chay phát miễn phí nha cả nhà. Hiện tại hồi sớm thì ông bà nội đổ khá là nhiều bánh rồi. Nãy giờ cũng có khách lại lấy ra có người chú bên shipper này mới ghé lấy hai cái này cả nhà. Mỗi người được hai cái miễn phí nha. Đây phát miễn phí rằm hàng tháng nha cả nhà. Này rằm lớn cho người ta ăn chay khá là nhiều của cô chú anh chị. Đây trong nhà đổ à. Quá trời luôn. Đó. Cứ 1 giờ trưa là rằm mỗi tháng là cô chú anh chị tới đây nhận bánh xèo miễn phí nha. Mỗi người hai cái kèm rau với lại nước mắm chay luôn nha cả nhà. Này toàn bộ là chay hết nha. Đây hồi nãy mà nội đổ trước được mấy chục cái gần cả trăm cái này nha cả nhà. Rồi ông bà nội vô nghỉ xíu rồi cho hai anh lên đổ đây. Đây có bánh xèo chay có gì nha, có đồ hũ với nấm nha cả nhà. Nấm này nấm gì bé Hà biết không? Biết nấm gì không? Nấm bình thường. Nấm gì nó có tên chứ, ví dụ nấm rơm hay nấm đùi gà hay nấm kim châm hay nấm gì? Nấm này nấm gì? Nấm bầu ngư hả? Bé Hà đổ cho chú Long một cái không đồ hũ nha. Nấm bình thường nữa. Chú Long không ăn đồ hũ. Thôi cứ nấm bình thường đi. Không biết nó là nấm gì. Bánh xèo chay là sẽ là như vậy nha cả nhà. Nấm bình thường. Có thêm giá với đậu xanh nữa đúng không? Nấm bình thường. Tại vì bánh mặn thì đậu xanh lấy vỏ rồi. Giá bình thường luôn. Mọi thứ đều bình thường. Chưa có gì bất thường. Nóng quá nóng, ông nội đang tưới nước cho nó mát rồi cả nhà. Trời ơi, đi ngoài đường 12 giờ mấy, trời muốn xỉu luôn. Nước này cũng bình thường luôn. Đi ngoài đường 12 giờ mấy, trời nắng nóng gần 40 độ muốn xỉu luôn. Ở giờ ông bà cố về hả, nắng hết mồ luôn. Ông cố chuẩn bị về kìa. Trời ơi, 1 giờ nắng. Nắng dữ, nắng luôn. Mấy hè hôm qua đi chơi vui không? Mệt không? Không mệt hả? Qua đi nghỉ ngày đi đầm sen chơi đó cả nhà. Cô chú anh chị xem clip bên Sài Gòn Food thấy mấy bé đi chơi đầm sen với chú Việt Sài Gòn Food đó nha. Ba bé đi luôn. Vô quậy quá trời, quậy tưng bừng bên đầm sen nước luôn. Trưởng ống nữa kìa, ghê thiệt. Nắng quá, hôm nay Phương phải thủ cái nón với lại mặc áo khoác cả nhà ơi. Thấy không? Áo khoác tay dài nha, để ngồi nắng nó đen nha. Hôm qua nè, anh đi có ngày về đen thui luôn. Đó, thấy không? Thấy mặt đen không? Đen liền vô trống nắng quá trời nắng mà đúng không? Bánh xèo còn quá trời luôn. Hồi tháng trước Phương ghé quay thì giờ này đã có người xếp hàng đứng nhận bánh xèo rồi. Hôm nay không biết sao, chắc là do thời tiết nắng nóng hay sao, người ta ngại ra đường giờ này cả nhà. Hiện tại thì chưa có tới nhận bánh xèo nhiều nha. Này nhà đầu bà nội đổ tới 300 bánh luôn nha chú anh chị. 300 bánh là đổ tới chiều luôn á. Nãy giờ nhiêu đây chắc chưa được 100 bánh nữa nè. 11 dạng đây với trong này nữa nè. Rau để sẵn luôn nha. Ai vô là bỏ vô bịch cho nó nhanh nữa cả nha. Chúc Phương cũng xin phần về nhà ăn. Này cũng ăn chay, nay rằm lớn quá, rằm tháng giêng rồi. Rằm khá là lớn. Anh nay có đi chùa không hả anh? Không có đi chùa hả? Này mặc áo lam rồi, rằm mấy bé hay mặc áo lam được cả nhà. Mai bán lại bình thường ha. Mai bán lại bình thường, chủ nhật bán lại bình thường, không có nghỉ nha cô chú anh chị. Bà cố với ông cố lên chơi có mới lên 1-2 ngày rồi về rồi. Như mới lên hôm qua đúng không? Bữa thứ năm ghé quay đâu thấy không? Nay về rồi. Trời nắng quá, chạy về dưới mệt, không đợi xế chút xíu nữa về. Bà cô này 70 tuổi chưa bé Hà?
nè, cái cô không biết đâu quá. Không, cũng trẻ trẻ hả? Thì sao mấy hả? Bà nội nhiều, để chú bấm tính bà cố cho. Bà nội nhiều biết không? Bà nội 48 đúng không? Cộng 20 tuổi lên nữa là có thể là nếu mà bà cố sinh bà nội năm 18 tuổi là bà cố hôm nay 66 tuổi. À, vậy là bà cố khoảng 60 mấy tuổi. 18 tuổi là xanh. Hồi xưa đẻ con sớm lắm cả nhà. Ô, cái này đổ nấm không hả? Nấm này nấm gì cô chú anh chị xem biết bình luận giùm cho Phương nha. Để Phương nữa, nấm bình thường nữa đây nè. Bình thường. Không phải nấm rơm. Không phải nấm rơm đâu. Nấm bầu ngư hay sao? Phải không? Nấm bầu ngư nó sẽ nhiều thịt hơn. Nấm bầu ngư với lại đậu hũ. Cố lên là bà cố với ông cố chuẩn bị về quê, giờ này rất là nắng luôn. Về quê ở Tiền Giang á cả nhà. Bánh xèo chay này nhận về nhà ăn nha, chứ không có ăn tại chỗ nha cô chú anh chị. Nấm bầu ngư đúng không? Thì là chú Phương nói chính xác. Rồi cho bánh cô chú luôn, xích vô chút xíu chú ơi, xe xe. Dạ. Rồi lấy bánh cho bà. Này đây. Bình thường nấm bầu ngư, nấm bầu ngư đó, mỗi người được hai cái nha cả nhà. Gì lấy bánh xèo hả? Ủa vậy hả? Chứ chú Phương thấy gì cái bảng mỗi người hai cái nè, vậy là con nãy giờ không bình thường. Con không bình thường. Chị gái nữa nè. Một phần vậy là về hai người ăn là ok nha cái nhà, hai cái là hai người ăn ok. Thấy không, tập trung đổ bánh này để khét nè. Ủa nó có cái bánh cho chú Long chưa, cái nào nấm không đó? Này ta nhận lai rai rai rai, không có đứng xếp hàng giống như hôm trước nha cả nhà. Nắng quá mà. Mà đang chạy qua. Nếu mà bánh chay này bán giá bằng bánh mặn không mấy thằng? 30 ngàn không? Không. Không hả? Ồ vậy hả? Rẻ hơn ha. Tại cái nguyên liệu nó rẻ hơn. Đậu hũ với lại nấm nó sẽ rẻ hơn lấy tôm với thịt. À, Tâm Anh làm cameraman. Cameraman cho chú Long. Mệt lắm. Lấy bánh xèo ha anh. Không, bánh xèo. Bánh xèo chai miễn phí á, lấy một phần về ăn. Thiệt mà, cho một phần á miễn phí á. Nãy giờ cũng mấy anh shipper lấy rồi. Rầm là ra. Nay rầm lớn ăn chay. Nay rầm mới phát. Rồi, cảm ơn anh nha. Rồi chạy ngang thấy cái bảng này cả nha. Đây có dán cái bảng nha ha. Chạy ngang thấy cái bảng thì vô lấy nha. À, bánh xèo chay tặng mỗi người hai cái nha, từ 13 giờ tới 16 giờ không tặng nhận dùm, nhận hộ. Bánh xèo nhí xin cảm ơn, nay đầu tư bài bản hơn tháng trước nha, nay có cái bảng nè in đầu tư hơn tháng trước. Rồi khét rồi, không tập trung đổ rồi, chưa sao, chú qua nhận bánh nữa nè. Tới 300 bánh lượng là 150 phần. Dính cái nắp. Dạng này phát bánh chay miễn phí chú lấy rồi cho chú một phần luôn. Này không có bán, này chỉ phát miễn phí thôi. Người được hai cái rồi. Ừ.
người nhận cũng cảm ơn, mà người phát cho cũng cảm ơn. Rồi nhận bánh miễn phí luôn. Nãy giờ cũng có khách lại đây nhận bánh xèo lai lai ra ra cả nha. À, còn nắng quá chắc chúng ta đi nhận này hơi trễ chút xíu. Khét bánh nè, vô trong điều kiện khét bánh nè. Hiện tại 3 chảo thôi nha. Sớm thì ông bà nội chiên 5 chảo luôn. Giờ còn có 3 chảo bé Hà anh chiên thôi. Lúc mà đông đông cho đi hết số bánh xèo này thì bắt đầu mới lên tiếp 5 chảo. Chiên tới chiều luôn mà cả nhà. 300 bánh là phải 4-5 giờ chiều xong. Để bánh đây nè, chứ mình vô mình đổ quá. Vô mình đổ quá, chưa quen tay cả nha, mình vô mình sẽ lộn cộng. Chai mà có, ngày chai mà có bánh xèo chai ăn là quá, quá tuyệt vời. Mang về. Người hay được 2 cái. Dạ, này phát miễn phí. Này không có bán. Đổi nắp kia đi, ép nó dính rồi. Ngày rằm hàng tháng là sẽ phát miễn phí đó chú. Dạ. Tháng phát ngày. Dạ. Này là bánh chay luôn á. Dạ. Bánh chay, nước mắm chay luôn. Rằm này lớn chắc người ta đi chùa đông lắm, vô mấy cái chùa rất là đông đúc luôn cái này. Nắng thiệt luôn á cô chú chị. Trời này chắc khoảng hơn 35 độ. Tại cái nắp này bánh mới bể nha bà chú. Trời ơi có lý do, có lý do. Có lý do, lý do đồ ha. Đây phát bánh xèo chay miễn phí nha. Ai ăn cơm chay, hủ tiếu chay thì kế bên cách 2 căn nhà nha. Nó có bán cơm chay, hủ tiếu chay. Còn đây là bánh xèo chay miễn phí, kèm rau luôn. Chứ không phải là bánh không nha cả nhà. À, một phần hai cái là kèm một bịch rau luôn nè hàng nha. Bé ăn bánh xèo không, cho hai cái ăn bánh xèo, hai anh em ăn gì bán táo. Còn hai cái bánh xèo chiều nhậu. Dạ. Bánh xèo chiều nhậu. có lý bánh xèo này nhậu. anh coi trong anh cầm máy kìa. Nó cầm máy bự trẻ nè, bự hơn cái máy của chú. Nó ngồi cầm kìa. Nó cầm mất cơ. Cái máy đó nó phải cầm hai tay mới cầm nổi, cái máy của chú cầm nhẹ. Cầm máy rồi chú Phương thì cầm một tay. Ừ. Ghê không, lên chuyên nghiệp rồi, mốt lên tay luôn rồi. Con gái không ăn bánh xèo hả? Đi bán táo. Chủ kia ăn chay mà nhậu, xin hai cái về chiều nhậu. Đi chơi nữa rồi. Không có đông khách nên không có áp lực lắm nha cả nhà. Nắng này mà làm một cốc nước mía siêu sạch 10.000. À nãy hồi nãy có nước sâm. Không biết hồi nãy có ai mua nước sâm mời uống. Làm em nước mía đúng không? Nãy uống đỡ nước sâm đi. Này chú Phương ăn chay cả ngày luôn á mấy thằng. Ai chú Long chú Phương hả? Nằm với mùng 1. Hồi sáng ăn cái gì ta? Sáng ăn bánh bao chay. Với lại xôi xôi gốc.
có vợ cái ăn chay theo vợ luôn à. Chứ lúc trước ăn chay đụng không cả nhà. Bạn này rầm lớn nữa mình cũng ăn chay. Tối mấy cái chỗ bán đồ chay giống như cơm chay, hủ tiếu chay, bún bò chay, bún riêu chay, phở chay, chỗ đó nó bán món nước nhiều món. Trong nghe nè, trời chứ không có chỗ ngồi luôn, không có chỗ đậu xe luôn. Này bà cố chuẩn bị về nè. Thương bà cố kìa, bà cố lên mới hôm qua nay về rồi. Rồi rồi. Về tới Tiền Giang luôn cả nhà. Chạy cũng cỡ 100 cây số á. Nắng quá ông cố chở bà cố về. Dạ. Cô lấy bánh chài về dưới ăn. Nay chiên lửa than không à, không có lửa ngọn đâu nên chắc không khét đâu. Nay có cái vị kia mua nước sâm uống, nay là ngày thư giãn, không có khách, không áp lực luôn. Thấy không? Không áp lực. Này có chị kia mời nước sâm nè, nó để đây chút quay xong uống nạp năng lượng vô cả nhà. Trong đây có hạt chia với lại táo đỏ. Không biết cái này hạt é hay gì á. Này nước sâm giữ ngang hả? Khát bánh, khát bánh. Ông nội nhắc nhở là khát bánh nè. Mình phát cho bà cô chú mà mình cũng phải chiên ok nha. Thấy không? Đâu có khét đâu, lửa than ở đâu có khét đâu đúng không? Quá đẹp luôn. Xuất sắc luôn. Đó, đẹp quá. Còn bên đây coi. Lửa than là chiên từ từ. Chiên từ từ bánh nó sẽ rất là ngon. Chiên từ từ bánh sẽ rất là ngon. À, xèo xèo. Bye ông cố, bye bye bà cố. Cố bà cố nhiều khỏe nha. Trời ơi, hay à. Bà chạy về quê. chạy về quê xe máy nè, thấy không cả nhà. Tôi ghê không? Sao mấy gần 70 tuổi rồi. Khỏe thiệt à. Mình thanh niên là nhiều khi mình thấy mình không bằng. Vừa nắng chạy về quê. Cố nói về sớm để còn mua đồ mai buôn bán gì dưới quê á cả nhà. Cố về quê buôn bán này nên không có lên đây phụ được nữa. Trời ơi nãy giờ hỏi ăn bánh không, đi tới đi lui cho bánh mà. Lấy gì? Ờ thì bé nó lấy bánh đó, nãy hỏi ăn thôi. Có con anh nữa, con anh đâu đẳng nữa. Hai anh em đi bán táo. Nãy thấy cặp 4 bịch, giờ còn con bịch à, chắc cũng bán hết vợ. Ông nội lên chảo luôn, ông nội lên chảo luôn. Chiên lẹ hết sớm nghỉ sớm, cô chú anh chị tới đây nhận bánh về hết sớm nghỉ sớm. Ủa xong hả cameraman? Tôi quay nhanh vậy? Lên tay luôn. Nhưng mà chú đi nhà chứ. Tao quay ai cũng mà quay chú đi tới tắt máy luôn là sao chứ gái? Mấy cừu bắp đúng không? Đúng không? Chú nói đúng không? Ê bánh không chị? Bánh xèo. Rồi cho chị 2 cái luôn. Ai tới đây cũng kêu vô nhận bánh về ăn nha cả nhà. Chờ chờ lấy bánh nha chị. Lấy bánh về ăn. Bánh xèo chay. Rồi lên chảo. Gói quá được chay luôn kìa. Dạ dạ. Xích vô đây xíu đi cô. Để gói đưa cho cô. Liền nhanh mà, có bánh sẵn với rau sẵn rồi, bỏ vô bịch là xong.
không có nhận thu tiền gì hết nha cả nhà. Có mạnh thường quân quyên góp với bà nội để đổ bánh xèo khai phát cho cô chú tới đi lấy về ăn nha, không có nhận tiền của ai hết. Người bỏ công, người bỏ tiền, bà nội trong này cũng có bỏ vô trong này nữa. Rồi vì cái công cũng nhiều lắm nha cả nhà, huy động nguyên một cả gia đình ra đây đổ bánh xèo luôn, như là một ngày buôn bán bình thường vậy luôn á. Nắng quá, nắng này quải. Phương gặp Phương ở nhà, Phương cũng làm biến ra đường luôn á, thiệt á, nắng ơi là nắng. À, vô ào 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 cô chú chị ơi, nhận bánh, nhận bánh. Thôi nè, đó hè, tập trung đổ bánh nè. Có hai cái ngoài nè. Rồi cho chị hai cái luôn, mang về luôn. Chị nói là cái bàn để sáu dĩa đó, để đâu coi thử để coi được. Rồi rồi để được rồi. Bánh vậy cũng được. Không được. Không phải cho mà muốn làm sao làm. Nội nội cắt ke ghê không? Qua con nội đổ bánh nè. Nội nói là cho chứ không phải cũng làm cho đàng hoàng nha. Không phải muốn làm sao làm. Ông nội nói là cái bàn này phải xếp được 6 dĩa. Ông nội vô xếp rồi nha. Đó. Dạ. Để vậy á. Đây ông nội vô ship nè, nãy ship 6 cái dĩa gì vậy? Ông nội không ưng ý, ông nội vô ship nè. Đó, ông nội phải để ngang chứ không phải để dọc. Ông nội để ngang chứ không phải để dọc nha. Hình như ông nội lấn qua bên đây chút rồi nè. Đó, không lấn à, giờ kéo cái ghế cái bàn này ra là nó rớt bánh xèo xuống à. Ông nội lấn ăn gian qua bên kia. Ăn gian qua bên kia nè. Rồi nó có thứ ba vô luôn rồi. Ông nội xây ngang chứ phải ông nội xây dọc. Bánh xèo phát miễn phí mà cũng ế nữa ta. Bánh xèo phát miễn phí mà cũng ế nữa ta. Bánh xèo đi cô chú ơi, bánh xèo. À còn nói chuyện nha. Rồi vô nhận bánh xèo luôn, khách chưa? Nay không có bán này phát bánh xèo. Rồi vô rửa rồi đó cái giá. Nay bánh chay, đổ bánh chay phát. Sắp tới ăn cả nhà. À, khách tử hôm nay ngày bán bình thường, khách tới ăn. Mà nay phát không có ăn tại chỗ nên khách đi về rồi. Khách này không muốn nhận bánh. Phương thấy phát bánh này có một cái bất tiện là ví dụ như mấy anh shipper anh phải đi về nhà, anh phải có cái chén chút nước mắm ra ăn. Thấy không? Ví dụ như mấy anh ở ngoài đường là không thể ăn được cả nhà. Ngoài đường thì đâu có cái gì mà chút nước mắm ra để mình nào mình ăn đâu, đúng không? Nước mắm tính vô bịch nè. Nếu mà có cái chén nhỏ để đựng nước mắm là tiện. Mình đi ở ngoài đường mà mình ăn cũng được. Tiện hơn. Cho này là phải về nhà có chén chút nước mắm ra ăn mới được. Tại vì cái này ăn mà không có nước mắm ăn không có ngon nữa nha. Cuốn với rau bánh chấm nước mắm ăn mới ngon. Nên nhiều khi người ta
máy về, ta đi ngoài đường, ta đi công việc giống như mấy anh shipper, ta chạy ra ngoài đường không. Còn thử giá cho mình chỉnh lên, thử rõ ràng mà đâu mình quơ cũng lúc hết trơn. Chủ khó lắm á, đổi với ông chủ là chủ khó lắm á. Tài xế chút xíu tầm khoảng 3-4 giờ người ta phải đi nhận bánh xèo mới đông, giờ đó nó đỡ nắng hơn cả nhà. Đây có cô chú này ở đâu không biết, ở xa không mà chạy lên này nhận bánh xèo không. Cô vừa nhận bánh xèo. Ý dạ. Bản này nào bằng hết đi đây. Để bằng trong đó mất bằng được, trong đó mất được, cái chạy gì vậy. Ông nội đổ rồi, ông nội tưởng chưa đổ, ông nội tính đổ tiền giá nữa. Ông nội tính nha, con nén mà có lo gì đi đâu, sẽ đâu có đen da đâu. Ủa, hai show này còn nữa không? Hai show bộ mà còn nữa không? Nắng quá cô chú chị, đứng say nắng luôn á. Rồi cho anh một phần luôn. Này ơi chấp rồi ok bà này khách tưởng bán bánh xèo vô ăn cả nhà ơi, nay phát miễn phí đông đúc rồi, tấp nập rồi. Ờ, cho bà tới bà nhận bánh xèo phải thương không cả nhà, đi xe đạp rồi.
bốn người có chỗ nào ăn không, có cà phê không, có mấy cái này thì đâu có cà phê ăn luôn, không ăn chay hả? Đi đâu rồi, đi gì nó cứ ghé đây vậy. Ở vậy nãy giờ hà nó buồn quá, buồn quá trời buồn luôn, biết đâu đâu có chèo gì ấy nữa. Nó buồn hả? Nắng mà nó chiếu vô cái chảo luôn à, nóng càng thêm nóng. Bánh này mà đem lại chùa phát là tích tắc luôn á. Bánh này đem lại chùa phát là mau hết lắm luôn á cả nhà. Cô chú bán nước mía đang thưởng thức bánh xèo chay. Giờ này đang đói bụng nó ăn nước mía. Nước mía này chưa nổ đơn hả? cho mấy đứa ơi. Mía nó không chịu nổ đơn vậy là kỳ lắm á. Thank you.